Vâng, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ cho con khủng long sáu sừng hay là con kỳ nhông Mexico ha, hay là mình hay gọi kỳ nhông hơn, tại vì nó hình dáng nó giống con kỳ nhông hơn là con khủng long ha. Cái tên khủng long sáu sừng thì nó cái tên mỹ miều của Việt Nam thì cũng nhìn cũng không có dành cho những cái con kỳ nhông này thì không có giống lắm, nên là mình đặt nó là con kỳ nhông Mexico thì nó sát nghĩa hơn ha. Và bây giờ mấy con này đang đói bụng nè, bây giờ mình sẽ cho chúng ăn ha. Đây cái hồ cá mình đây ha, và nó đang bơi như vậy nè, mà bây giờ mình sẽ cho nó ăn ha.